rất là ấm lòng ạ, được sự quan tâm của các anh các chị ạ. Cũng thay mặt các người xa quê cảm ơn. Đi từ Đồng Nai về ạ, về Nghệ An kìa. Còn một chặng đường 1.000 cây số rồi đấy, thì hai ngày rồi về hôm nay mới tới đây. Cảm thấy thì bây giờ là có sự sống rồi em ơi, rất cảm ơn đấy, bây giờ có sự sống rồi đấy. Mấy ngày đâu có ngủ được đâu, đêm hôm thì có ngủ đâu. Gần 1 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ dẫn đoàn khoảng 500 người từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai về quê miền Trung bằng xe máy đi ngang qua Đà Nẵng. Tại trạm trung chuyển qua hầm Hải Vân trên đường dẫn vào hầm, đoàn người được người dân thành phố Đà Nẵng thông qua sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát giao thông đã chuẩn bị sẵn hơn 500 suất súp nóng, sữa, nước uống tăng lực để đón đoàn, giúp những người lái xe có thêm năng lượng và tỉnh táo trên suốt hành trình về quê. Những đoàn người vượt cả ngàn cây số đường trường bằng xe máy chỉ có một điểm chung là mệt mỏi, kiệt sức. Xót xa hơn, trong số họ có rất nhiều phụ nữ và trẻ em còn rất nhỏ, thậm chí có bé còn chưa đầy một tuổi. Các em về theo bố mẹ trên một hành trình dài, vừa đói vừa mệt đã không còn đủ sức để húp miếng súp nóng hay hộp sữa được người Đà Nẵng trao tặng tại chốt mà lăn ra ngủ. Hai vợ chồng làm người hầu à, biết là ông con về như thế này là vất vả lắm, nhưng mà vì điều kiện thứ nhất là không đi làm được 2 tháng 2 do dịch bệnh rồi tiền phòng tiền ăn tiền ở, hai vợ chồng quyết định là đưa hai đứa con nhỏ đi bằng xe máy về quê à. Biết thế này là phần tội con, nhất là con sẽ nắng nôi đói này kia, nhưng mà trên đường hành trình về quê thì là được các nhà từ thiện cho sữa rồi cơm từ thiện, đồ ăn bánh mì từ thiện. Bây giờ về đến đây rồi, chỉ mong sao là được nhanh về quê, về để được đi cách ly ạ. Và về được, nói chung là về được gặp những người thân yêu trong gia đình. Thứ nhất là phải đi cách ly xong rồi về gặp những người thân yêu trong gia đình là điểm tựa. Chỉ vài giờ trước đó, ngay khi nhận được thông tin chia sẻ từ lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng về số lượng người về và giờ dự kiến dẫn dắt người qua địa phận Đà Nẵng, hai nhóm thiện nguyện là nhóm Hiếu Hạnh và quỹ chuyến xe Vạn Tình đã rất nhanh quyết định chuẩn bị sẵn thực phẩm tiếp sức cho bà con. Trong điều kiện giãn cách, các tình nguyện viên chia nhỏ nhóm để chuẩn bị đủ một lượng lớn nguyên liệu, nấu hơn 500 hộp súp, mỗi người một công đoạn. Đến tận 11 giờ khuya, nhóm còn tranh thủ nấu thêm vài chục suất dự phòng để ngoài việc ăn tại chỗ, người về quê có thể mang theo cho các bé nhỏ. Buổi tối á, cho nên là mình quyết định là mình sẽ nấu súp, súp bắp và chả, chả củ luôn và trứng để cho thứ nhất là chị em phụ nữ thấy họ đi đường dài quá và trẻ em là tới thì tới ban đêm. Ăn súp vô thì nó nhẹ nhàng mà nó đầy chất dinh dưỡng, vì cái bữa ăn của mình nấu rất là chất lượng, với mong muốn rằng là qua một cái đoạn đường dài tới trạm dừng chân tại Đà Nẵng thì có một chút tình nghĩa của người dân Đà Nẵng gửi tới các anh chị em đồng bào đang trên đường về quê. Trong đêm là mình phát 500 bằng súp có chữa tươi, gồm 10 thùng chữa tươi, hỗ trợ cho những bà con mà cách ly, bà con mà được trở về quê từ Sài Gòn đi về, đi trung chuyển qua các tỉnh, và điểm cuối cùng để dừng chân để đưa qua trạm là hầm Hải Vân Đà Nẵng. Thì thành kết hợp với lại bên nhóm Hiếu Hạnh và bên nhóm phòng bên hội phụ nữ công an giao thông phòng cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng, cũng muốn là góp một phần khó khăn của bà con đi về quê để giảm bớt cái áp tải mà Covid ở trong tại Sài Gòn, để chia sẻ một phần nữa cho bà con lúc đi đường về, cũng như là thời buổi bây giờ là các quán xá hoặc đồ không bán, kể cả đồ ăn nước uống hay là mọi thứ bà con cần đi đường đi. Trong những người này, phần nhiều là những hoàn cảnh rất khó khăn, nếu có thể lựa chọn ngồi yên thì họ đã không vất vả cả chặng đường trường cả ngàn cây số, đến chỗ ăn nghỉ cũng không có, chỉ có thể vật vã trên đường. Hơn ai hết, bước ra từ những vùng dịch bệnh căng thẳng, họ hiểu hoàn cảnh chẳng đặng đừng của chính mình, nên rất ý thức trong việc phòng dịch và thực hiện cách ly theo quy định để không lây nhiễm cho người thân khi về đến quê.
thì khi đến Đà Nẵng thì thật sự mà nói là ấn tượng nhất là từ anh cảnh sát ấy. Rất là dễ nói giọng rất là dễ thương, hướng dẫn cho bọn tôi là đi về hầm để chờ xe trung chuyển. Tới thì được mọi người ở đây phát súp, nói chung là đang đói mà có mà bắt súp nóng ăn cũng rất là tốt. Chỉ mong là bà con đừng có hoảng sợ người về từ Sài Gòn, bởi vì là bọn tôi sẽ chấp hành cái cách ly theo quy định của nhà nước và địa phương.